Chào cả nhà, đây là video thực địa BKMX Trấn Thành Bình Phước mà công ty bất động sản Centerland đang phân phối. Mời cả nhà cùng xem để có thêm thông tin an cư và đầu tư tại BKMX Trấn Thành. Đây là giai đoạn 1. Giai đoạn 1 BKMX có tổng diện tích 450 hectare, trong đó công nghiệp chiếm 311 hectare, khu đô thị chiếm 136 hectare. Đây là mô hình rất thông minh, song song công nghiệp và đô thị của tập đoàn BKMX. Mức lương cơ bản ở khu vực này 7 triệu 3 đến 8 triệu, chưa kể tăng ca phụ cấp. So với nhiều khu vực thì mức lương cơ bản đây rất cao. Và cái tỷ lệ lắp đầy ở khu vực giai đoạn 1 này hơn 70%. Các tiện ích như bệnh viện, chợ đã hoạt động để phục vụ cán bộ công nhân viên tại khu công nghiệp. Khu công nghiệp đã thu hút hơn 30 công ty nhà máy hoạt động, các tập đoàn nước ngoài như TB Food Thái Lan, Petori, công ty năng lượng mặt trời Singapore, vân vân, thu hút hơn 10.000 lao động về đây sinh sống và làm việc. Đây là cảnh tan ca của cán bộ công nhân viên tại khu công nghiệp. Khu vực này đã đông đúc cán bộ công nhân viên. BKMX đang đẩy nhanh hoàn thiện dãy nhà phố thương mại để đi vào hoạt động. Các tiện ích được BKMX xây dựng chuẩn bị đi vào hoạt động đó, trường mầm non Sơn Ca dự kiến tháng 11 năm 2021 và hiện tại đang tuyển dụng học sinh. Đây là bệnh viện Hành Mỹ Sài Gòn. Như chúng ta đang thấy, đây là quốc lộ 14, một hướng lên Đồng Xoài, lên các tỉnh Tây Nguyên, hướng ngược lại là về tỉnh Tây Ninh. Và quỹ đất mà công ty bất động sản Centerland đang phân phối nằm sát quốc lộ 14. Đây là chợ Minh Thành. Ủy ban phường Minh Thành đã hiện hữu hoạt động hơn 10 năm và Bách Hóa Xanh cũng đã về đây để hoạt động. Khu vực ở quốc lộ 14 này dân cư đã hiện hữu đông đúc. Đây là đường Minh Thành An Long, đường liên tỉnh nối từ quốc lộ 14 về An Long Phú Giáo Bình Dương. Chợ Minh Thành được mở rộng để phục vụ cán bộ công nhân viên tại khu công nghiệp BKMX. Những vị trí đất mà công ty bất động sản Centerland đang phân phối nằm sát các tiện ích hiện hữu: chợ Minh Thành, trường học mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành đạt tiêu chuẩn quốc gia và hoạt động hơn 10 năm. Đây một số hình ảnh là trường học. Dãy nhà phố thương mại hai bên đường D1 được BKMX đẩy nhanh hoàn thiện để đi vào hoạt động. Với kết cấu là một trệt hai lầu. Vị trí đất mà công ty bất động sản Centerland đang phân phối nằm sát dãy nhà phố thương mại với diện tích 5x30, thổ cư 100%, mặt tiền đường 16m. Hiện tại đã có trích lục vị trí số lô số thửa trên đường, mua bán giao dịch công chứng ngay. Phía trước mình đó là trường cao đẳng Bình Phước, đã xây dựng được 10 tầng, dự kiến tháng 6 năm 2022 đi vào hoạt động. Đây là khu công nghiệp BKMX giai đoạn 2 có tổng diện tích hơn 2.000 hectare. Hiện tại cơ sở hạ tầng và mật độ xây dựng khu vực này đang diễn ra nhanh và đồng loạt. Cả nhà hãy nắm bắt nhanh cơ hội để sở hữu cho mình những vị trí đắc địa nhất tại BKMX Trấn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.